Các bạn ơi, mình có gói bim bim tôm hùm nướng siêu ngon rồi các bạn. Giờ mình sẽ xé ra nha. Thơm quá các bạn ơi. Nè. Ngon. Thơm vị tôm hùm nữa. Các bạn biết tại sao mình ngồi đây không? Nếu mình mà vô trong nhà là em Dola xin hết bim bim mình, nên mình ngồi đây ăn một mình cho sướng. Thôi giờ mình ăn tiếp đây. Oh my god. Anh Vinh ơi, anh Vinh đang ăn gì đó? Anh đâu có ăn gì đâu. Thế sao luôn ăn cấm gì thế? Đâu có gì đâu. Anh Vinh ơi, em nghe thấy mùi tôm hùm nướng. Anh Vinh ơi, cho em ăn với. Em nói đúng rồi, anh có bim bim tôm hùm nướng. Nhưng mà anh không cho em ăn đâu. Em đi về đi. Để anh ngồi đây ăn cho ngon, đi về đi. Anh Vinh ích kỷ lắm. Từ sao em có được cho em không cho anh Vinh chơi đâu. Ai thèm chơi đồ chơi của em, anh ngồi đây anh ăn bim bim cho sướng nha. Ngon. Còn thơm mùi tôm hùm nữa. Con khủng long màu đỏ này các bạn. Con khủng long màu vàng này. Chơi gì đó cho anh chơi với. Không, em không cho đâu. Lúc hồi nãy anh có cho em ăn bim bim đâu. Cho anh đi. Không, em cho của em. Cho anh đi. Của em. Cho anh mượn chơi tí đi. Của em. Cho anh mượn đi. Của cho em. Cho anh mượn đi. Cho anh mượn đi. Cho anh mượn. À, ra. Em la nín đi. Mẹ em ơi, anh Vinh là vô đồ chơi của con. Không có, anh có làm gì đâu. Có chuyện gì vậy hai con? Anh Vinh là vô đồ chơi của con. Đó, thấy chưa? Hai con là anh em trong một nhà mà không khi nào mà yêu thương đoàn kết với nhau gì hết trơn á. Con này lớn rồi không biết nhường nhìn em. Còn đô la nữa, con phải biết nhường nhìn cho anh chơi chứ, đồ chơi nhiều mà. Bây giờ Vinh á đi vào trong bếp lấy ra này một bó đũa ra đây nè. Dạ. Bó đũa này mẹ. Đưa ra cho mẹ nè. Dạ. Bây giờ mẹ hỏi nha. Anh Vinh có bẻ được chiếc đũa này không? Dạ có. Wow. Rất là dễ dàng đúng không? Dạ. Rồi, cái đô la. Đô la thử xem bẻ được chiếc đũa này không? Bây giờ mẹ hỏi Đô La với anh Vinh, hai con ai có thể bẻ gãy được cả bó đũa này? Có. Đô La thử trước nào. Em yếu đuối lắm, đưa anh để anh làm cho. À, đưa anh nhìn đây. Rồi, không được thì đưa đây cho mẹ nào. Con nhá, tại sao mà không thể bẻ gãy được cả bó đũa này? Tại vì bó đũa thể hiện cho sự sức mạnh của sự đoàn kết. Đúng rồi, anh Vinh nói rất là chính xác. Cả cái bó đũa này là thể hiện cho sức mạnh của sự đoàn kết. Nếu như hai con biết đoàn kết yêu thương nhau thì sẽ tạo nên một cái sức mạnh rất là to lớn. Còn nếu không, hai anh em suốt ngày cứ chia rẽ, không biết nhường nhìn, không biết yêu thương nhau thì giống như một chiếc đũa lúc nãy các con có thể dễ dàng bẻ gãy, đúng không? Dạ. Thế thì từ nay hai con phải thế nào? Phải á, giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết. Đúng rồi, hai anh em trong một nhà phải yêu thương, giúp đỡ. Với lại là phải biết nhường nhìn cho nhau, nghe không? Như thế thì mẹ mới vui.